Vú sữa nhà Trang, bạn có thích không? Ăn vú sữa thì không bao nhiêu cả, nhưng mà đi hái vú sữa thì Trang rất là thích nha. Cây vú sữa thì nó có nhiều loại lắm, và vú sữa của nhà Trang là vú sữa bơ hồng. Đây là vú sữa nhà Trang này, nhìn ngon rồi. Loại giống vú sữa bơ hồng này khi chín thì nó sẽ có màu hồng nhẹ và nó sẽ căng bóng ra. Khi ăn thì Trang thấy là nó ít bị sâu hơn các loại khác. Người thấy da trái vú sữa này nó hồng không? Hồng như thế này là chín rồi đó. Khi chín thì nó sẽ hồng nhẹ như thế này và da nó sẽ căng bóng lên, đó là chín. Đẻ nhá. Đấy, mới ra vườn một tí lại có lục ăn rồi. Đây là cách mà Trang hay ăn với sữa này. Đầu tiên là mình phải bóp bóp. Sữa nó ứa ra thì ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi đó, thì mình test ra nha. Ngon hề. Đây là cách ăn hơi dân dã, không có dùng muỗng. Dùng miệng thôi. Wow.